Em thì từ hồi nhỏ ấy thì gần như là mình kiểu như là người ta hay nói là kiểu có năng khiếu ấy, cái kiểu như trẻ con mà hay vẽ. Thì với cả ở nhà thì cũng có người làm nghề, bố em cũng làm nghề, mặc dù bố em thì cũng không 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 phải là có thiên về sáng tác nhiều, cũng đi đi làm việc ngoài thôi. Nhưng mà thế thì nó cũng cơ duyên và cũng 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 thích, người cũng lúc quyết định thi vào trường thì thi học học theo thì cũng chưa quyết định luôn. Thì do là cái quãng học về sau thì học xong cấp 3 thì thấy mình đứng trước các cái lựa chọn so sánh với cả các môn kia ấy, thì cuối cùng đi học vẽ, đi Quyết đi định học rất nghệ đúng đắn. thuật. Thế khi vào trường thì An có chọn một cái chuyên ngành gì để học? Thực ra thì tâm lý chung thời bọn em thì có là tất cả chỉ mình chỉ muốn sáng tác thôi, muốn làm họa sĩ ấy. Nhưng mà cái việc thi vào thì nó cũng rất là khó, từ trường nó có mấy khoa ấy, thì mình cứ nói chung là đi đi thi vào trường mỹ thuật cũng phải vật lộn một quãng thời gian, rồi cứ cứ mua cứ thi. Nhưng mà vì nó khó quá cho nên là mình cứ phải thi vào trường đấy, rồi thi vào khoa gì cũng được ấy. Cho nên là cuối cùng thì em cứ một năm em cứ thi hai khoa đấy, thì cuối cùng thì cái khoa mà hội họa thì ai cũng mong muốn vào để sáng tác ấy, thì mình không 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 đỗ, nhưng mà mình đỗ vào cái khoa mà điểm nó ấy hơn, đỡ hơn, cạnh tranh nó ít hơn, đấy là khoa sư phạm. Thế là em học khoa sư phạm. Lúc đó trong trường đã có khoa nào hay là cái gì đào tạo chuyên về nghệ thuật đương đại không? Hay cũng vẫn là những cái truyền thống chứ? Thực ra đến bây giờ thì vẫn chưa có, Giờ vẫn chưa thì có. vẫn học học nghệ thuật, học thực ra học học theo kiểu fine art ấy. Em nghĩ cái giáo trình nó phải kiểu như là từ thời mấy ông thầy Tây ông ấy mang sang, thì xong mình tiếp diễn. Sau này An lại hoạt động rất nhiều về các loại hình, ví dụ như là trình diễn rồi sắp đặt rồi Và thì cái đó là An tự tìm tòi tự học hỏi. thì thực ra là đi học thì tự học là chính mà, cho nên là kể cả cái lúc mà mới vào trường thì mình cũng đi ra ngoài xem, rồi có những cái thứ làm cho mình tò mò, cũng quan tâm. Cũng như là cái giai đoạn đấy, ở em nghĩ cái giai đoạn đấy ở Hà Nội nó cũng khá là có nhiều cái cơ hội tốt để xem một số cái tác giả lớn. Thì mình cứ ban đầu mình không xác định là làm theo, nhưng mà cũng cũng tò mò, nhưng mà cũng về sau thấy có một cái gì đấy nó thích thú và thử nghiệm, Đấy, nên người là nghệ nó sĩ, cứ dẫn đường đi thôi, cứ thấy là cứ đi tiếp đi tiếp. người nghệ sĩ đương đại Việt Nam nào mà truyền cảm hứng nhất cho anh? Em nghĩ là về cái thời thời em trong giai đoạn đấy thì có những cái nghệ sĩ mà phía đàn anh ấy, em đang nói về cái nghề thực hành mấy không 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 phải là các nghệ sĩ từ thời trước. Thời trước thì em cũng thích rất Tại nhiều, nhưng mà lúc ở đó cái đúng thời rồi. mà giai đoạn đấy thì Rồi. ra em cũng biết đến một số tác phẩm của anh Lê Vũ hoặc anh Minh Thành, anh Trương Tân. Thì nói chung là cả cái nhóm đấy nó đều có những cái, hay là Nguyễn Mạnh Cường ấy, nó đều có những cái tác phẩm mà làm cho mình rất là thích thú. Anh có thể kể một vài cái điểm nổi bật trong cái quá trình sáng tác của mình, các cái tác phẩm nào? Điểm nổi bật về tác phẩm thì em cũng khó nói, bởi vì có lẽ mỗi cái nó được một cái gì đấy, có thể có cái người ta biết đến nhiều hơn, nhưng mà có cái thì người ta ít biết vì cái lý do nào đấy khác. Nhưng mà có lẽ là một một cái tác phẩm mà làm mà nó trở nên với em là quan trọng, gần như là giống như cái việc mình thử nghiệm cái gì đấy, và mình cái việc đấy, cái thử nghiệm đấy nó làm cho mình nó truyền lại cái gì đấy lại từ ngược lại phía mình ấy. Đấy thì là cái, cũng như là nó có gợi ý về cái con đường của mình ấy, thì là cái tác phẩm Tóc.
Em hồi em làm một cái khối tóc tròn to, thì cái đấy nó có một cái tác động và nó gợi ý cho em về một cái lối đi, một cái đường đi trong giai đoạn đấy. Kể ra nữa thì có thể là cái mối ban đầu ấy có mối bận tâm với một cái series em vẽ tranh đấy là cái ao. Thì cái đấy nó em cảm giác nó quan trọng với em. Hiện nay Nguyễn Art Foundation thì đang trưng cái tác phẩm Bản chữ cái của em ở trong thư viện ấy, thì em có thể nói thêm một chút về cái quá trình làm cái tác phẩm đấy. Nó là một cái tác phẩm sinh ra một cái khoảng giai đoạn sau này của em. Nó có một cái sự chuyển dịch, các cái mối bận tâm của em nó hướng ra ngoài. Trước đấy em hơi thuần túy, hơi có cái quá thiên về một cái kiểu hơi cá nhân ấy. Hơi nói cá nhân thì nó hơi không rõ, nó hơi giống kiểu như là độc thoại hoặc là cái gì đấy. Thì cái series sau ấy, các cái chùm tác phẩm đấy nó thể hướng ra ngoài nhiều hơn. Thì hướng ra ngoài cũng có nghĩa là nó có cái tính chất của một cái gì đấy, có các cái thông tin xã hội này, hoặc là cái chủ đề cũng như là cái một bận tâm về cái ví dụ như là yếu tố chính trị, yếu tố xã hội rồi gì đấy nhiều. Thì cái lô chữ cái đấy nó ra đời trong cái bối cảnh là như thế. Thì em vậy thôi. Thì lúc đó là những cái căn nhà mà em lấy được cái chữ ra là họ đập bỏ đi à? Hay là như thế nào mà em lại gỡ được tường nhà người ta ra? Thực ra thì cái việc đi lấy nó cũng không phải dễ. Ban đầu là em nhớ ngày xưa ấy, thì nó có rất nhiều cái tường mà có nghĩa là mình chỉ việc tách ra nó bong ra cả mảng ấy. Nhưng mà mình bây giờ thì mình phải đi tìm những cái tường như thế. Em về khu dưới Nam Định thì em tìm được một số cái mảng tường như thế và lấy, thì mình vẫn là dùng một cái loại keo, một loại hóa chất để mình giữ cái bề mặt ấy, để lớp vôi nó không bị vụn ra. Xong rồi cắt ra. Vâng, xong thì cắt khéo nó ra. Thì cái tường thực ra mình cũng cái nào dễ thì mình lấy, có cái mảng tường công cộng ấy mà nó cũ người ta cũng chẳng bận tâm. Nhưng mà có một vài chỗ thì em phải nói chuyện với chủ nhà. Thế rồi mình gỡ tường nhà ta ra xong mình có phải chát tả lại cho người ta? Cái tác phẩm mà đang bày ở nguyên ấy thì nó không cần. Bởi vì cái tường đấy nó quá cũ rồi. Đằng nào cũng bỏ. Vâng, rồi hồi đó em rất là may em lấy xong năm sau thôi quay lại là người ta xá cái nhà đấy rồi. May đấy. Thì rất là thích tác phẩm đó. Cũng có một version khác thì em mình không chat nhưng mà mình nói chuyện với chủ nhà. Mình sẽ lo cái phần chút tiền cũng như là công rồi vật liệu để chủ nhà xin người ta cho mình giúp đỡ mình. Thì cái tác phẩm đó là em đưa lại các cái chữ nó về cái thứ tự ABC. Dạ. Thì ý em qua cái việc đấy em muốn truyền tải cái gì? Cái đấy nó như là một cái lần một cái tuyến mình truy ngược. Có nghĩa là cái chữ đấy nó trở thành một cái thứ liên kết rất là chặt. Bản thân cái cách dùng ngôn ngữ cũng như là các cái câu từ ấy, rồi cái cấu tạo ngữ nghĩa đấy nó tạo ra một cái rất là mạnh, rất là chặt và có tính chất gọi là một cái gì nó vừa đóng lại mà nó vừa áp chế nhưng mà vừa như kiểu là giao giảng. Nói chung là nó có cái tính kiểu hơi tuyên truyền kiểu này. Cổ động. Vâng, cổ động và tuyên truyền này. Thì cái việc mà khi em tháo ra ấy thì nó như là lần lại mình cứ một cái giống như cái việc mình bóc cái tường ấy thì mình phải cạy gạch các cái lớp ấy, thì cứ đi từ cái lớp nào đi thì về cái lớp gốc. Thì cái chữ, cái thao tác cái về ngữ nghĩa của cái chữ nó cũng kiểu này, nó là ban đầu là phải phá bỏ các cái cấu trúc ngữ pháp ấy, kết cấu từ câu ấy, thì dần dần nó trở về trạng thái. Thì em nghĩ cái trạng thái em nghĩ đến cái bảng chữ cái là cái mà nó vô nghĩa. Nó
nó chỉ là các ký tự đơn thôi, nó không có tự thân, nó không 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 mang nghĩa, nó là một cái gì đấy nguyên thủy. Như là hồi đấy cũng có một cái mà yếu tố gợi ý làm cho em nghĩ đến cái nguyên gốc đấy. Do hồi đấy nhìn hồi mới sinh trẻ em bé thì nó cứ nó không có nói gì, thì nó chỉ nói cái từ nguyên âm ấy. Thì mình thấy tự dưng mình nói ra cái sao đầu tiên, cái âm thanh, cái gì đấy đầu tiên ấy. Cái mà nó chưa. Thế còn tác phẩm Shadow mà tượng, bức tượng em đo ấy, thì em có thể nói thêm. Cái này thì nó cái dự án gốc để đi từ đầu đến gốc của em ấy là em muốn em làm một cái phương trình mà thể hiện cái tương quan giữa bóng đổ của cái tượng đài ở Hà Nội này với cả ông mặt trời. Thì cái yếu tố cũng là một cái yếu tố rất là con người hay xã hội hoặc lịch sử hoặc là vị nhân hoặc là chính trị gì đấy, với cả một cái tương tác tự nhiên với cả một cái chuyển động của tự nhiên. Thì nó sẽ ra một cái tương quan giữa có hai cái lượng ấy. Thế thì để làm cái việc đấy thì em phải đi tính toán cái diện tích từng thời điểm. Thì nó mới lên được cái phương trình đấy. Thì bản thân đến lúc mình làm cái việc đấy ấy, thì em thấy cái việc mà bản thân cái việc mà đo đạc tính toán từng cái thời điểm ấy thôi ấy, thì nó cũng như là một cái performance mà nó cũng là một cái tác phẩm độc lập. Thì hồi đó em có tách một cái quá trình để ra thành một cái bức tranh như thế, thành một cái bản tính toán như thế. Thì phương pháp tính thì là phương pháp tính rất là thủ công. Như là cái mình kẻ ra các cái hình vuông, hình tam giác và mình tính diện tích từng phần nhỏ rồi mình cộng lại. Thì làm thì mất công lắm nhỉ? Vâng, nhưng mà nó cũng thực ra cũng có sự hỗ trợ của người giỏi tính toán. Chứ bản thân em thì em hơi kém. Thực ra là bản thân cái mối tương quan đấy ấy, nó cũng đã luôn là cái nói ra cái gì đấy rồi. Giữa cái gì đấy của con người hay là cái gì được xuất bản, được ấn định, được là lịch sử hoặc được ghi hoặc là được như là một cái văn hóa, như là một cái thứ nó thuộc về người ấy. Với cả một cái bao quát môi trường rộng thế tự nhiên ấy, thì cái cặp đấy nó em nghĩ là nó đã gợi ra những cái có thể là nghi vấn, có thể là câu hỏi, có thể là nhìn lại cái hoặc là thấy lại, đứng một góc nào để thấy lại cái việc của người là cái gì, của cái con người là cái gì. Ở Hà Nội cũng có nhiều cái bức tượng, thì sao em lại chọn cái bức tượng Lenin? Thực ra thì thứ nhất là một cách nó cũng dễ đơn thuần để chọn cái tượng thôi. Thứ nhất là vì nó cái biểu tượng của nó rất là mạnh. Thì nó hơi công, thực ra cái này nó hơi công thức một tí, thì một cái biểu tượng mạnh mà mình nhào vô, mình đâm vào mình ấy thì cái dung lượng ý của mình nó sẽ mạnh hơn. Đấy là một cái phần mà thủ pháp gọi là quen thuộc. Có thể nó cũng xài nhiều nó cũng thành một cái hơi dở. Với cả thứ hai nữa là bản thân nhìn lại Hà Nội ấy, tuy nhiều tượng thật ấy, nhưng mà một cái gì đấy cho nó ra dáng một tượng đài để cho mình nhìn, để mình có cảm hứng để mình làm thôi. Nó không có đâu. Em nghĩ là cái tượng Lenin là cái tượng rất là đẹp. Vị trí cũng như là ngàn, cũng như là cái việc khi mà đặt cái tượng đấy không biết là người ta có chú ý hay không. Thì nó có một cái bối cảnh quang cảnh rộng để mình có thể làm được cái việc đấy. Cũng như là phát hiện ra một cái tượng đấy có một cái chi tiết hay là mặt ông ấy nhìn về hướng đông. Thì cái khi mình lại có cái sự liên hệ với mặt trời ấy, thì và cái việc cái bóng đổ ấy nó tạo thành một cái đường đi khá là mạch lạc. Và cái ý hướng đông cái bản thân cũng là một cái em quyết định này.
Thì An có nghĩ rằng là kể cả những sắp đặt hội họa, điêu khắc cũng là một hình thức của nghệ thuật trình diễn không? Có lẽ là nếu mà nói là các cái khác nó đều là một cái dạng gì trình diễn ấy, thì nó cũng vừa chẳng đúng mà nó cũng chẳng sai. Nó thế thì nó cũng được mà, hoặc là thế thì nó, nhưng mà em nghĩ là quan trọng hơn là cái việc mà em thấy cái lúc cần cái hình thức đấy ấy. Có nghĩa là ở trong cái việc đấy nó cần cái đấy ấy. Thì về sau là các cái tác phẩm của em thì em cũng đôi khi em cũng không còn phân tách ra nữa. Hoặc là một cái tác phẩm nó sẽ bao gồm kiểu cái quá trình cũng như bao gồm cái sự liên đới rộng của nhiều cái chuỗi hành vi cũng như là dự án hoặc là một cái object, cái vật thể gì đấy. Cho nên là mọi cái hình thức này về sau là nó ở trong một cái tổ hợp, nó không chỉ có cái cảm là cái này cần phải là làm cái hình thức đấy hoặc là cái này cần phải làm cái kia đó. Thì em về sau cũng không còn phân biệt nhiều về cái nữa. Cũng như là về sau này thì các cái trình diễn mà theo kiểu đơn lẻ của em ấy, nó ít dần đi. Thế nhưng mà trong một vài cái dự án mà em làm một cái object chẳng hạn thì nó lại xuất hiện ở cái dạng tiền object, có nghĩa là trước đấy, trong cái quá trình đấy thì nó lại có cái tính trình diễn. Nhưng mà em nghĩ là cái quan trọng hơn mà cái đơn giản em ấy là em muốn mà nó ảnh hưởng đến em thì nó là cái cách mà cái cách của nó lại rất là cái cách của thơ thơ cổ, thơ thơ đường hoặc là các cái nghệ thuật của thiền tông ấy. Đấy thì cái đấy là cái nó rất ảnh hưởng đến em. Thì em cũng rất là thấy cái sự ngưng động, cái sự giản kiệm đấy nó nói được cái ý. Và khi làm thì em có một cái việc mà hơi tránh bị lộ. Cái ý của mình nó một cái ý em nghĩ là nó sẽ mạnh mà nó sẽ ấy hơn khi mà nó tạo cái dư âm ấy, ở phần dư vị hơn. Đấy, cho nên là cái việc mà nó giản kiện mà cũng như khuất nó đi thì mạnh vào đấy, cái dư âm lại mạnh hơn. Thì em nghĩ cái đấy. Cái đấy nó cũng không có gì đặc biệt cả đâu. Nó là một cái thậm chí có trong truyền thống mỹ học rồi ấy. Thì em ảnh hưởng cái đấy nhiều thôi.